Phật bảo thiện hiện, vô lượng là lường không được, không thể lường trong pháp ở quá khứ, hiện tại, vị lai, nên gọi là vô lượng. Vô số nghĩa là đếm không thể được, không thể đếm được hết pháp trong cảnh giới hữu vi vô vi, nên gọi là vô số. Vô biên là biên giới không thể nắm bắt, không thể suy lường giới hạn của pháp kia, nên gọi là vô biên. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, có nhân duyên nên sắc cũng vô lượng vô số vô biên, còn thọ tưởng hành thức có vô lượng vô số vô biên không? Phật bảo thiện hiện, có nhân duyên nên sắc cũng vô lượng vô số vô biên, thọ tưởng hành thức cũng vô lượng vô số vô biên. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, do nhân duyên nào mà sắc cũng vô lượng vô số vô biên, thọ tưởng hành thức cũng vô lượng vô số vô biên? Phật bảo thiện hiện, vì tánh sắc là không nên nói là vô lượng vô số vô biên, tánh của thọ tưởng hành thức là không nên nói là vô lượng vô số vô biên. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, chỉ tánh của sắc là không, tánh của thọ tưởng hành thức là không, còn tánh của tất cả pháp cũng đều không hay sao? Phật bảo thiện hiện, trước đây ta há không nói tất cả pháp đều không hay sao? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, mặc dù Phật thường nói các pháp đều không, nhưng vì các hữu tình không biết, không thấy, không hiểu, cho nên nay con hỏi lại. Bạch Thế Tôn, tánh không của các pháp là vô tận, cũng là vô lượng, cũng là vô số, cũng là vô biên. Bạch Thế Tôn, trong các pháp không, tận cùng không thể đắc, đo lường không thể đắc, số lượng không thể đắc, biên giới không thể đắc, do đó mà là vô tận, vô lượng, vô số, vô biên. Nghĩa và văn cả hai đều không khác nhau. Phật bảo thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, vô tận, vô lượng, vô số, vô biên, thì nghĩa và văn cả hai đều không khác nhau, vì tất cả đều hiển bày rõ ràng về các pháp không. Thiện hiện nên biết, lý không của các pháp đều không thể nói. Như Lai chỉ dùng phương tiện nói là vô tận, hoặc nói là vô lượng, hoặc nói là vô số, hoặc nói là vô biên, hoặc nói là không, hoặc nói là vô tướng, hoặc nói là vô nguyện, hoặc nói là vô tác, hoặc nói là vô vi, hoặc nói là vô sanh, hoặc nói là vô diệt, hoặc nói là tạp nhiễm, hoặc nói là vĩnh viễn diệt trừ, hoặc nói là niết bàn, hoặc nói là chân như, hoặc nói là thật tế, các thật nghĩa, vân vân, như vậy không khác nhau, tất cả đều do Như Lai dùng phương tiện để giảng nói. Cụ thọ thiện thiện liền bạch Phật, bạch Thế Tôn, phương tiện thiện xảo thật kỳ diệu, không thể nào giảng nói hết thật tánh của các pháp, nhưng vì hữu tình mà dùng phương tiện để hiện bày, như con hiểu nghĩa của ngài nói thì thật tánh của các pháp đều không thể nói. Phật bảo thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, thật tánh của các pháp đều không thể nói. Vì sao? Vì tánh của tất cả pháp hoàn toàn không, không ai có thể giảng nói bất khả thuyết hết cái không đó được. Bấy giờ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, nghĩa của bất khả thuyết có tăng có giảm không? Phật bảo thiện hiện, nghĩa bất khả thuyết không tăng không giảm. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu nghĩa bất khả thuyết không tăng không giảm thì bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa cũng không tăng không giảm, bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cũng không tăng không giảm, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng không tăng không giảm, pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện cũng không tăng không giảm, tám giải thoát cho đến 10 biến xứ cũng không tăng không giảm, cực hỷ địa cho đến pháp vân địa cũng không tăng không giảm, tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tà ma địa cũng không tăng không giảm, năm loại mắt, sáu phép thần thông cũng không tăng không giảm, 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng không tăng không giảm, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả cũng không tăng không giảm, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả cũng không tăng không giảm, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng không tăng không giảm. Bạch Thế Tôn, nếu bố thí ba la mật đa nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng cũng không tăng không giảm, thì bố thí ba la mật đa nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng đều vô sở hữu. Nếu bố thí ba la mật đa nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng đều vô sở hữu, thì Đại Bồ Tát tu hành bố thí ba la mật đa nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng như thế nào để chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Phật bảo
Tiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, nghĩa bất khả thuyết, không tăng, không giảm. Bố thí Bà La Mật Đa nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng cũng không tăng, không giảm. Nghĩa bất khả thuyết vô sở hữu, nên bố thí Bà La Mật Đa nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng cũng vô sở hữu. Nhưng các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Bà La Mật Đa thâm sâu, ăn trụ Bát Nhã Bà La Mật Đa, dùng phương tiện thiện xảo, không suy nghĩ như vậy đối với Bát Nhã, cho đến bố thí Bà La Mật Đa, hoặc tăng hoặc giảm, ta chỉ nghĩ nó chỉ do vọng tưởng, mà có cái tên để gọi là Bát Nhã Bà La Mật Đa cho đến bố thí Bà La Mật Đa. Khi đại Bồ Tát ấy tu hành bố thí cho đến Bát Nhã Bà La Mật Đa, đem bố thí cho đến Bát Nhã Bà La Mật Đa này, tương ứng với tăng ý, nương theo tâm niệm ấy, và các căn lành rồi bình đẳng cho các hữu tình, cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, giống như Phật hồi hướng lên ngôi quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề vi diệu sâu xa. Nhờ năng lực phương tiện thiện xảo của sự hồi hướng này, mà chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện thiện liền bạch Phật, bạch Thế Tôn, sao gọi là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Phật bảo: Thiện thiện chân như của các pháp gọi là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Cụ thọ thiện thiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sao nói là chân như của các pháp là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Phật bảo: Thiện thiện chân như của sắc uẩn cho đến thức uẩn là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chân như của nhãn xứ cho đến ý xứ là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chợt như của sắc xứ cho đến pháp xứ là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chợt như của nhãn giới cho đến ý giới là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chợt như của sắc giới cho đến pháp giới là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chợt như của nhãn thức giới cho đến ý thức giới là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chân như của nhãn xúc cho đến ý xúc là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chân như của địa giới cho đến thức giới là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chân như của nhân duyên cho đến tăng thượng duyên là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chân như của vô minh cho đến lão tử là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chân như của bố thí Bà La Mật Đa cho đến Bát Nhã Bà La Mật Đa là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chân như của pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chân như của thánh đế khổ tập diệt đạo là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chân như của bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chân như của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chân như của pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chân như của tám giải thoát cho đến 10 biến xứ là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chân như của tịnh quán địa cho đến Như Lai địa là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chân như của cực hỷ địa cho đến pháp vân địa là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chợt như của pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chợt như của năm loại mắt, sáu phép thần thông là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chợt như của 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chợt như của đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đó là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chân như của 32 tướng, 80 vẻ đẹp là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chân như của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chân như của quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chân như của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chân như của sanh tử niết bàn là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện nên biết, vì chân như của các pháp không tăng không giảm, nên quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật cũng không tăng không giảm.
Thiện hiện nên biết các đại Bồ Tát không xa lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì luôn được an lạc, an trụ vào chân như của các pháp và hoàn toàn không thấy pháp có tăng hay giảm. Do đó mà nghĩa của bất khả thuyết không tăng không giảm. Bố thí ba la mật đa nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng cũng không tăng không giảm. Vì nghĩa của bất khả thuyết vô sở hữu nên bố thí ba la mật đa nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng cũng vô sở hữu. Này thiện hiện, như vậy các đại Bồ Tát y vào không tăng không giảm và vô sở hữu để làm phương tiện mà tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nhờ đó mà làm nơi chứa nhóm các công đức để đạt đến quả vị viên mãn chứng đắc vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Cụ thọ thiện hiện liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy do tâm ban đầu phát sanh để chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, hay do tâm sau phát sanh để chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà? Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy nếu tâm ban đầu phát sanh để chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, vậy lúc ban đầu phát sanh thì tâm sau chưa phát sanh, nghĩa ấy không hòa hợp. Nếu tâm sau phát sanh để chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, vậy lúc tâm sau phát sanh thì tâm trước đã diệt, nghĩa không hòa hợp. Như vậy tâm và tâm sở pháp trước sau mà tấn thối suy vi thì nghĩa không hòa hợp. Như vậy làm sao có thể chứa nhóm được căn lành? Nếu các căn lành không được chứa nhóm thì làm sao căn lành của Bồ Tát viên mãn để chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà? Phật bảo: Thiện hiện, ta sẽ lược nói ví dụ với nghĩa đó để ông dễ hiểu. Những ai có trí nghe ý nghĩa trong ví dụ đó để được giác ngộ. Thiện hiện, ý ông thế nào khi đốt đèn ngọn lửa lúc đầu làm cháy tim, hay ngọn lửa lúc sau làm cháy tim? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, theo ý con hiểu thì chẳng phải ngọn lửa ban đầu làm cháy tim, cũng không lìa ngọn lửa ban đầu mà làm cháy tim, chẳng phải ngọn lửa sau cháy tim, cũng không lìa ngọn lửa sau mà cháy tim. Phật bảo: Thiện hiện, ý ông thế nào, tìm đèn có cháy không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ở thế gian hiện tại thấy tìm đèn ấy thật sự cháy. Phật bảo: Thiện hiện, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà cũng như vậy, chẳng phải do tâm ban đầu phát sanh mà có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, và cũng không lìa tâm ban đầu, chẳng phải do tâm sau phát sanh mà có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, và cũng không lìa tâm sau mà các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu phải làm cho các căn lành phát triển màu viên mãn để chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Lại nữa, thiện hiện, các đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu cho đến tâm cuối cùng viên mãn thập địa thì chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Bấy giờ thiện hiện liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu học viên mãn thập địa nào để chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà? Phật bảo: Thiện hiện, các đại Bồ Tát tu cực hỷ địa cho đến pháp vân địa được viên mãn thì chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, cũng học tịnh quán địa cho đến Như Lai địa được viên mãn thì chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát siêng năng tinh tấn đủ học 10 địa ấy để đạt đến quả vị viên mãn. Khi đắc Bồ Đà, chẳng phải tâm ban đầu phát sanh mà chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, cũng không để tâm ban đầu, chẳng phải tâm sau phát sanh mà chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, cũng không lìa tâm sau mà các đại Bồ Tát phải siêng năng tinh tấn tu học thập địa như vậy để đạt đến quả vị viên mãn chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Ý nghĩa duyên khởi được Như Lai nói ra rất là vi diệu, rất là sâu xa, nghĩa là các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa lấy vô sở đắc làm phương tiện để tu học thập địa, khi đắc Bồ Đà chẳng phải tâm ban đầu phát sanh mà chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, cũng không lìa tâm ban đầu, chẳng phải tâm sau phát sanh mà chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, cũng không lìa tâm sau mà các đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu đến tâm cuối cùng viên mãn thập địa thì chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Phật bảo: Thiện thiện,
Ý ông thế nào, sau khi tâm diệt rồi thì có thể sanh lại nữa không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không, tâm đó diệt rồi thì không thể sanh lại được. Phật bảo, thiện triệt ý ông thế nào, tâm đã sanh có pháp để diệt không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu tâm đã sanh nhất định có pháp diệt. Phật bảo, thiện hiện ý ông thế nào, có pháp diệt thì tâm chẳng phải diệt phải không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không, nếu có pháp diệt thì tâm nhất định phải diệt. Phật bảo, thiện hiện ý ông thế nào, tâm trụ có giống chân như của tâm không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, đúng vậy, chân như của tâm cũng giống như sự trụ của tâm. Phật bảo, thiện hiện ý ông thế nào, nếu sự trụ của tâm giống như chân như thì tâm ấy là như, tánh thật tế của chân như thường trụ phải không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không, tâm ấy chẳng phải thật tế chân như, tánh của nó là thường trụ. Phật bảo, thiện hiện ý ông thế nào, chân như của các pháp có sâu xa không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, chân như của các pháp rất là sâu xa. Phật bảo, thiện hiện ý ông thế nào, chân như có phải là tâm không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo, thiện hiện ý ông thế nào, địa chân như có tâm không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo, thiện hiện ý ông thế nào, tâm ấy là chân như phải không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo, thiện hiện ý ông thế nào, lìa tâm có chân như không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo, thiện hiện ý ông thế nào, chân như có thể thấy chân như không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo, thiện hiện ý ông thế nào, nếu đại Bồ Tát tu hành như vậy thì đó có phải là hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, đúng vậy, nếu đại Bồ Tát có thể hành như vậy thì đó là hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Phật bảo, thiện hiện ý ông thế nào, nếu đại Bồ Tát có thể hành như vậy là hành chỗ nào? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát hành như vậy hoàn toàn không có chỗ hành. Vì sao? Vì đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, trụ trong chân như, không có tâm hiện hành, không có chỗ hiện hành. Vì sao? Vì nếu đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, trụ trong chân như, đều không hiện hành, thời gian hiện hành, nơi chốn hiện hành. Phật bảo, thiện hiện ý ông thế nào, khi đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, hành vào đâu? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, khi đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu thì hành vào thắng nghĩa đế, trong đây hai loại hiện hành đều không có. Phật bảo, thiện hiện ý ông thế nào, nếu khi đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, mặc dù không chấp thủ tướng nhưng có hành theo tướng không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo, thiện hiện ý ông thế nào, đại Bồ Tát ấy khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, hành trong thắng nghĩa đế, có phá tướng không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo, thiện hiện ý ông thế nào, đại Bồ Tát ấy khi tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, hành trong thắng nghĩa đế, có phá tướng tưởng không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo, thiện hiện đại Bồ Tát ấy khi tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, vì sao không phá tướng, cũng không phá tướng tưởng? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy khi tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, không nghĩ như vậy, ta sẽ phá tướng và tướng tưởng, cũng không nghĩ ta sẽ phá vô tướng và vô tướng tưởng. Vì sao? Vì đối với tất cả loại ấy đều không có phân biệt. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, mặc dầu có thể lìa các sự phân biệt như vậy, nhưng chưa viên mãn 10 lực Như Lai, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả và 18 pháp Phật bất cộng vân vân, vô lượng vô biên thù thắng công đức, chưa đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy thành tựu phương tiện thiện xảo tối thắng, nhờ phương tiện thiện xảo tối thắng này mà đối với tất cả pháp không giữ lấy, không phá hoại. Vì sao?
Vì Đại Bồ Tát ấy hiểu rõ các pháp là tự tướng không. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy trụ trong tự tướng không của các pháp là vì muốn thành thục các hữu tình nên thể nhập vào ba đẳng trì. Dùng phương tiện ba đẳng trì này mà thành thục các hữu tình. Phật bảo, thiện hiện đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Thiện hiện lại bạch Phật, Đại Bồ Tát ấy làm thế nào để thể nhập vào ba thứ đẳng trì này? Dùng phương tiện thành thục các hữu tình. Phật bảo, thiện hiện Đại Bồ Tát ấy trụ vào không đẳng trì, thấy các hữu tình do hư vọng phân biệt ngã và ngã sở, rồi dùng sức phương tiện chỉ dạy họ trụ vào không tam ma địa. Đại Bồ Tát ấy trụ vào vô tướng đẳng trì, thấy các hữu tình do hư vọng phân biệt tướng của các pháp, nên dùng sức phương tiện chỉ dạy họ an trụ vào vô tướng tam ma địa. Đại Bồ Tát ấy trụ vào vô nguyện đẳng trì, thấy các hữu tình do hư vọng phân biệt nhiều ham muốn về những an vui, nên dùng phương tiện chỉ dạy họ an trụ vào vô nguyện tam ma địa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng phương tiện thiện xảo thể nhập vào ba đẳng trì để thành thục các loại hữu tình, tùy theo sở thích của họ mà được lợi ích lớn. Bấy giờ Xá Lợi Tử hỏi cụ thọ thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ở trong mộng mà thể nhập vào ba loại đẳng trì này, thì đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa có tăng trưởng ích lợi không? Thiện hiện đáp, Đại Bồ Tát khi thức thể nhập vào ba đẳng trì này, thì đối với bát nhã ba la mật đa thâm sâu có tăng trưởng ích lợi. Vậy thì nhập trong mộng kia cũng có tăng trưởng ích lợi. Vì sao? Vì trong lúc thức và mộng đều không khác nhau. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi thức tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, thì gọi là tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Nếu Đại Bồ Tát ấy trong mộng mà tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cũng gọi là tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Đối với bát nhã ba la mật đa thâm sâu, thì ba đẳng trì này có thể làm tăng trưởng lợi ích tương ưng như vậy. Xá Lợi Tử hỏi thiện hiện, trong mộng các Đại Bồ Tát tạo nghiệp có tăng trưởng ích lợi hay tổn giảm không? Phật bảo, các pháp được tạo ra là do hư vọng, nó không thật là như mộng, thì nghiệp kia làm sao có thể tăng trưởng ích lợi hay tổn giảm? Vì sao? Vì các nghiệp trong mộng tạo ra chẳng có năng trưởng ích lợi, chủ yếu khi thức nhớ tưởng lại phân biệt những gì đã tạo ra trong mộng, lúc đó mới có tăng trưởng ích lợi hay tổn giảm. Thiện hiện hỏi Xá Lợi Tử, có những người lúc thức giết người, rồi sau đó ở trong mộng nhớ tưởng lại, phân biệt, tự mình thấy thích thú. Hoặc có người nằm mộng thấy giết người rồi, khi thức sạch lòng vui sướng với hai nghiệp này thì ông thế nào? Xá Lợi Tử hỏi lại thiện hiện, nếu không có duyên sự thì cả tư và nghiệp đều không phát sanh, chủ yếu có sở duyên thì tư nghiệp mới phát sanh, trong mộng duyên vào đâu để sanh tư và nghiệp? Thiện hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy. Nếu trong mộng hoặc lúc thức không có duyên sự thì tư và nghiệp không sanh, chủ yếu có duyên sự thì tư nghiệp mới phát sanh. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, ở trong sự thấy nghe hay biết các pháp, cần phải có giác tuệ chuyển biến, do đây mà có nhiễm hay có tịnh. Nếu không thấy nghe hay biết các pháp, không có giác tuệ chuyển biến thì cũng không có nhiễm tịnh. Do đó, nếu trong mộng hay thức có duyên sự thì tư nghiệp mới phát sanh, còn không có duyên sự thì tư nghiệp không phát sanh. Xá Lợi Tử hỏi thiện hiện, Đức Phật nói tư nghiệp đều lìa tự tánh, vậy sao nói tư và nghiệp có duyên mới sanh, còn không thì không sanh? Thiện hiện đáp, mặc dù tự tánh của tư nghiệp và sở duyên đều là không, nhưng do tâm chấp lấy tướng mà phân biệt nên nói tự nghiệp có sở duyên mới sanh, còn nếu không có sở duyên thì tư nghiệp không sanh. Xá Lợi Tử hỏi thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ở trong mộng mà tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lực, bát nhã, đem những căn lành này bình đẳng cho các hữu tình, cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì Đại Bồ Tát ấy có thật hồi hướng Đại Bồ Đề không? Thiện hiện đáp, Bồ Tát Từ Thị đã từ lâu được thọ ký đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề bất thối chuyển, còn một đời nữa nhất định thành Phật, có thể trả lời vấn nạn một cách thông suốt, hiện đang ở trong hội này,
Hãy thỉnh Ngài đề hỏi, bổ sứ từ tôn nhất định sẽ trả lời. Theo lời Thiện Hiện nói, Xá Lợi Tử cung kính thỉnh hỏi Bồ Tát Tử Thị. Bồ Tát Tử Thị hỏi lại Xá Lợi Tử. Những gì gọi là tử thị mà có thể trả lời là sắc uẩn, là thọ tưởng hành thức uẩn, là không của sắc uẩn, là không của thọ tưởng hành thức uẩn, là chân như của sắc uẩn, là chân như của thọ tưởng hành thức uẩn, và lại sắc uẩn không thể trả lời, thọ tưởng hành thức uẩn cũng không thể trả lời, không của sắc uẩn không thể trả lời, không của thọ tưởng hành thức uẩn cũng không thể trả lời, chân như của sắc uẩn không thể trả lời, chân như của thọ tưởng hành thức uẩn cũng không thể trả lời. Vì sao? Vì tôi hoàn toàn không thấy có pháp để trả lời, pháp được trả lời, nơi chốn trả lời, thời gian trả lời và theo đó trả lời cũng đều không thấy. Tôi hoàn toàn không thấy có pháp để ghi nhận, pháp được ghi nhận, nơi chốn ghi nhận, thời gian ghi nhận và theo đó ghi nhận cũng đều không thấy. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, do bản tánh của tất cả pháp là không, hoàn toàn không có sở hữu, không hài, không khác, nên thành tựu hay hư hoại đều bất khả đắc. Bây giờ Xá Lợi Tử lại hỏi Bồ Tát Tử Thị. Pháp mà Ngài nói là theo sở chứng, phải không? Bồ Tát Tử Thị nói, pháp của tôi nói chẳng phải theo sở chứng. Vì sao? Vì các pháp của tôi chứng không thể nói ra. Cụ Thọ Thiện Hiện nói với Xá Lợi Tử, giác tuệ của Đại Bồ Tát Từ Thị rất rộng sâu, đã tu tập thành tựu viên mãn tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, bà la mật đa lâu rồi, đã lấy vô sở đắc làm phương tiện, có thể trả lời tất cả vấn nạn. Khi ấy Phật dạy Xá Lợi Tử, ý ông thế nào? Ông nhờ pháp này mà thành A-la-hán, được thấy pháp này là có thể nói hay sao? Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn không? Phật bảo Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, tánh của các pháp được chứng cũng như vậy, không thể giảng nói. Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát ấy không nghĩ, ta nhờ pháp này mà đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật đã được thọ ký, đang được thọ ký và sẽ được thọ ký. Không nghĩ nhờ pháp này ta gần chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không sanh nghi ngờ, ta đắc hay không đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Chỉ nghĩ như vậy, ta nhất định phải đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, nghe pháp sâu xa, không kinh khiếp, không khủng hoảng, không sợ sệt, không thối lui. Đối với đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cũng không lo sợ, quyết định tự biết ta sẽ chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, theo sở cầu chuyển diệu pháp luân độ các loài hữu tình. Bấy giờ Phật bảo cụ Thọ Thiện Thiện, có đại Bồ Tát tu hành bố thí bà la mật đa, thấy các hữu tình bị đói khát hành hạ, áo quần rách rưới, vật dụng nằm thiếu thốn, mong muốn của cải đều không như ý. Thấy như vậy liền suy nghĩ, ta phải làm thế nào để cứu giúp các loài hữu tình xa lìa san tham, đầy đủ không thiếu thốn. Sau khi suy nghĩ như vậy, liền phát nguyện, ta phải siêng năng tinh tấn, không tham đắm vật gì cả. Tu hành bố thí bà la mật đa, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, để mau viên mãn chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Trong cõi Phật của ta, không có các loài hữu tình bị thiếu thốn vật dụng như vậy, mà tất cả đều giống như chúng trời lục dục, hưởng thọ những vật ưa thích thượng hạng, nhưng ở trong đó không bị chấp trước. Thiện Hiện nên biết, nhờ bố thí bà la mật đa này, nên đại Bồ Tát ấy mau được viên mãn, cần chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại nữa, này Thiện Hiện, có đại Bồ Tát tu hành tịnh giới ba la mật đa, thấy các hữu tình bị phiền não bừng cháy, nên giết hại lẫn nhau cho đến tả kiến. Do đó mà chết yểu nhiều bệnh, dùng nhàn tiều tụy không có oai đức, thiếu thốn của cải sanh vào nhà hạ tiện, thân thể tàn tật, các việc nhơ bẩn, vân vân. Thấy việc như vậy,